lại bản đồ nhé. Thông thường, ở góc dưới của các bản đồ, người ta có ghi 1 chia 100.000 hay 1 chia cho 1.000.000 hoặc là 1 chia cho 500. Số này người ta gọi là tỷ lệ bản đồ đó bạn. Ở bản đồ này thì có tỷ lệ là 1 chia cho 10.000.000 nha bạn. Tỷ lệ này cho biết là nước Việt Nam đã được thu nhỏ lại 10.000.000 lần đó bạn. Như vậy là nếu trên bản đồ là 1 cm thì bên ngoài thực tế là bao nhiêu cm đây bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tỷ lệ là 1 chia cho 10.000.000 sẽ cho chúng ta biết được rằng trên bản đồ là 1 cm thì bên ngoài sẽ là 10.000.000 cm đó bạn. 10.000.000 cm chúng ta có thể viết lại thành 100 km nha bạn. Tỷ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1 đó bạn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo nha. Tạm biệt. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.